À, tới đây là giỏi lắm mày ha. Ừ. Đẹp ha. Nhưng mà để giữ cái này á, nó rất là mệt các bạn. Có những cục rubik vậy đó. Rồi bây giờ làm xong mà giữ cái thành quả nó rất là mệt. Em mặt trắng ha, mình làm những cái dàn khuyên bên trong nè, những cái đường tròn bên trong ha. Rất là dễ ha. Xuống xuống lên lên hai một lần. Hai cái này. Mình xuống xuống lên lên hai cái mặt này, nó sẽ đổi nhau. Đồng thời nó swap hai cái sau lưng. Thì mình có làm cái này nhiều lần rồi đó, trong một số cục Rubik trước đó, ví dụ như là không nhớ cục nào, nhưng mà nói chung là swap hai lần ha. Rồi bây giờ mình tìm mặt xanh này không, xanh này không, mình sẽ swap cái xanh này xuống đây, đồng thời hai cái xanh nó swap kệ nó, mình làm được hai ba cái đi, còn lại ba cái bốn cái mình tính tiếp. Xuống xuống lên lên với hai cái này một lần, xuống xuống lên lên kệ không. Cái cục bentonite bên bên ngoài các bạn giải nó không phải là khó lắm, tại vì mình nhìn thấy được. Còn khó nhất là giải cục bên trong megamin, nhưng mà megamin thì dễ, nhưng mà thật sự nó thành ra khó. Mình làm viên này đúng luôn đi ha. Hoặc là mình làm viên này đúng hai bên, làm sát bên cho nó dễ. Hai viên này đúng thì cái viên sau nè, cái viên xanh nó sai, mình sẽ chuyển cái viên này ra sau đó, thì cái viên xanh này nó sẽ giữ lại ha. Hiểu, các bạn hiểu không? Rồi mình đưa cái viên màu vàng nhờ nhờ này xuống đây, nhưng mà nó sẽ swap hai cái tâm đằng sau, thì nó hư cái viên xanh này, cái mình đẩy cái viên này chưa làm nè ra đây không, đừng có quan tâm đằng sau, nghe, quan tâm đằng trước thôi, làm từng viên mà. Mình là vậy, mình không có gì vội mà làm lần hai ba viên, các bạn mệt lắm. Chừng nào là giỏi kìa, cho nên mình là các bạn giỏi là các bạn tự sáng tạo thêm trả về dưới, ok ha. Các bạn chạm khéo là mất cái dưới không sao, cứ từ từ cam. Bây giờ mình làm thêm một cái viên cam chỗ này luôn đi ha, để cho ba viên nó bằng nhau. Còn ba viên này còn lại á, mình sẽ xử lý một một lượt một lượt. Viên cam này nè ha, cái dòng cam này, dòng cam nằm bên này. Bây giờ mình đưa lên, mình quát hai lần đi, cái viên cam lên đây. Thì cái xanh này cũng mất nè, mình đẩy cái xanh ra đằng sau, cái này chưa làm đó, đụng tới là nó dướng à. Rubik này hay lắm các bạn, các bạn làm các bạn đụng tới là nó dướng à. Xuống xuống lên lên, trả cái này về kệ ha. Này bây giờ đưa cái này xuống hai đằng sau kệ nó. Đưa cái này xuống đây, cái này đúng rồi, cái này đúng rồi, không sao. Xuống xuống lên lên, ok, ba cái này đúng rồi ha, ba cái dành khuyên, ba cái vòng tròn là đúng rồi. Giờ mà ra đằng sau mình coi, còn hai cái này. Ủa, hai cái này đúng luôn rồi ha, hai cái này đúng luôn rồi. Bây giờ mình sẽ sửa lại một cái, không, để mình sửa nghe, để các bạn khỏi bị dướng cái này. Lên không được. Mình làm mình cũng cố gắng lắm để cho các bạn có được cái khái niệm á. Khi các bạn trả về, các bạn trả về những cái nào nó nhiều nhiều nè, y như mọi lần mình trả những cục khác, trả cái nào nhiều vô trước, hoặc là cái gì ghi số, ghi giấy lại ha, chứ nhiều khi quên. Kẹt mà, chỗ này kẹt mà, hay bị lắm. Các bạn làm xong các bạn kẹt, các bạn trở về bạn coi á. Bây giờ ba viên này sai,
3 viên sao đúng rồi ha. Mình sửa lại không? Bây giờ mình làm mà cho cái viên này đúng ha. Ở trên đây cam nè. Chỗ nào cũng được, các bạn để bên đây cũng được. Tại bên đây nó đúng rồi, bên đây nó cũng đúng ha. Bây giờ mình để dày cũng được, để dày cũng được, để hướng nào cũng được ha. Bây giờ mình cho cái viên cam này đúng. Sau đó rồi. Ok không? Khi mình viên cam này xuống đây đúng á thì hai phía sau nó swap qua. Hai phía sau nó swap qua. Hai hai cái viên này nó swap qua. Rồi mình kéo cái mặt này này lên, mình làm cái nữa thì hai cái sau nó swap lại đúng luôn ha. Bây giờ mình đưa viên này xuống là đúng ha. Xuống. Lên. Lên. Ok không? Đây, đưa trả về. Rồi, bây giờ mình swap hai cái này thì hai cái viên sau này nó sẽ swap lại. Hai cái này nó swap lại nó cũng đúng luôn. Thường thường còn ba cái các bạn sẽ rối. Mình làm mình sẽ cố gắng tạo tất cả các trường hợp cho đúng á để các bạn làm, nhưng mà mình chắc chắn một điều là không bao giờ hết được. Rubik mà nó sẽ phát sinh những cái parity rất là nặng tay. Thì cái đó bạn nghiên cứu thêm ha. Này đúng hết ha. Cái vòng tròn bên trong đúng hết, tầng 2 là đúng hết ha. Đúng hết. Ok. Các bạn đầu tiên vô các bạn làm một dải này trước cho nó dễ, dải trắng vòng vòng đi dễ, còn phía trên nãy mình xử lý giống vậy ha. Nói chung ở dưới đây giải quyết cũng dễ lắm, cứ xuống lên lên quá làm sao. Nếu nó đúng rồi thì mình đem rác tới mình thế. Rồi. Okay.